Xin chào tất cả bạn, cô Hạnh đã quay trở lại với chúng mình rồi đây. Và ở video này cô Hạnh sẽ hướng dẫn chúng mình làm cây từ vải vụn. Và đây là tác phẩm của cô Hạnh. Chúng mình có thấy đẹp không nào? Những vải vụn tưởng chừng như là bỏ đi này, cô Hạnh đã tận dụng lại để làm nên một cái cây rất là nhiều màu sắc đẹp mắt đúng không nào? Và bây giờ chúng mình hãy cùng bắt tay vào làm với cô Hạnh nhé. Và những vật dụng để làm nên một bức tranh đó chính là màu, vải vụn, keo sữa, một cây bút lông và cây khô. Chúng mình nhớ là phải đi nhìn cây khô như thế này nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng bắt tay và làm với cô Hạnh nào. Đầu tiên cô Hạnh sẽ sử dụng bút màu. Cô Hạnh sẽ sử dụng màu nâu để tô thân cây. Và sau khi tô xong thân cây như thế này rồi thì cô Hạnh sẽ sử dụng đến keo sữa. Sẽ mở nắp bút lông để chúng mình có thể lấy keo sữa. Bây giờ cô Hạnh sẽ tiến hành gắn những miếng vải vụn này lên thân cây nhé. Chúng mình nhớ là lấy một lượng keo sữa vừa đủ thôi nhé. Cô Hạnh đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi, còn các con thì sao? Chúng mình ở nhà hãy làm thật nhiều những bức tranh thật là đẹp để dành tặng cho những người thân của chúng mình nhé. Bây giờ cô Hạnh sẽ xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video lần sau. Xin chào!